đi. Từ đây ra đến bến xe Mỹ Đình bao nhiêu, à mà đi từ đây mà xa thật tới Mỹ Đình à. Hai ly vãi, làm gì mà chen đất thế, em không có tiền đi đâu. Đắt cái mẹ cháu mày, đi thằng khác còn đắt hơn. Á đù, nhìn mặt mày sinh viên anh bớt cho 50. Ngồi vật vờ từ sáng nên anh có tí bực. Hồi còn làm sinh viên anh cũng ngạo có tiền. Giờ đã làm xe ôm anh vẫn tiến có đèo. Cuộc đời thằng xe ôm nói chung là như nghĩ về mẹ về cha ở quê mà thấy đau. Thấy đau vô cùng. Lời của cha ấm áp như là vâng à thái dương. Lời của mẹ ngọt ngào như là dòng sữa bò. Chỉ vì lời dặn dò năm xưa mà con vẫn lái xe, vẫn luôn yêu nghề. Dù nghề này gặp gành trong gai nhiều khó khăn, mà lòng đã nguyện thề là sẽ hy sinh cho nghề. Chờ một ngày giàu sang thành danh là con sẽ trở về. Bao đời nay nhà anh trên xe từ lâu và đã có tiếng rồi. Chú biết chiến xe ôm không? Ông chiến là bố của anh.